Xin kính chào các anh chị nhà đầu tư. Hiện nay đã bước vào giai đoạn đầu của năm 2022 và câu hỏi được rất nhiều nhà đầu tư đặt ra với EZFIN Việt Nam cũng như với cá nhân Phục đó là triển vọng các cái ngành trong năm 2022 này như thế nào. Thì chính vì thế EZFIN đã đưa ra cái series về chuỗi phân tích đánh giá các cái ngành triển vọng kinh doanh trong năm 2022 cũng như các năm tiếp theo như thế nào. Thì trong cái nội dung hôm nay thì tôi sẽ trình bày đến các anh chị về cái nội dung triển vọng ngành chứng khoán giai đoạn 2022-2023 như thế nào. Thì để đánh giá về ngành chứng khoán cũng như một số các ngành khác thì chúng ta sẽ đưa qua ba cái yếu tố. Đầu tiên, chúng tôi nhận định rằng ngành chứng khoán là một ngành tăng trưởng nhưng mang tính chu kỳ cao. Thứ hai là những động lực tăng trưởng duy trì trong 2022-2023 có hay không và như thế nào. Thứ ba là các cái cổ phiếu của ngành chứng khoán được niêm yết trên thị trường chứng khoán của chúng ta là những cái cổ phiếu nào, tiêu biểu ra sao. Đầu tiên là cái mô hình hoạt động kinh doanh của các công ty chứng khoán thường có 4 cái hoạt động chính. Thứ nhất là môi giới, thứ hai là tự doanh, thứ ba là ngân hàng đầu tư hay nói cách khác là tư vấn và bảo lãnh phát hành, vân vân. Và thứ tư là các cái hoạt động khác. Ở đây có thể là hoạt động kinh doanh nguồn vốn mà chỉ có hai công ty chứng khoán ở trên thị trường hiện nay có, đó là SSI và VND. Đối với hoạt động kinh doanh môi giới thì nó phụ thuộc vào cái vấn đề có hai vấn đề nhỏ. Thứ nhất đó là thu phí trung gian, tức là nhà đầu tư mua bán cổ phiếu ở công ty chứng khoán thì công ty chứng khoán sẽ thu phí giao dịch. Thì thông thường họ thu phí giao dịch 0,15%, chưa kể cái thu phí hộ, trừ đi khoảng 0,27-0,03% trả cho sở giao dịch. Thì như vậy nó sẽ còn khoảng độ 0,12%, đó là thu phí trung gian. Tiếp theo, cái lợi nhuận liên quan đến mảng môi giới còn đến từ việc cho vay margin, hay nói cách khác rõ ràng hơn, đó chính là nhà đầu tư chứng khoán muốn vay thêm tiền để mua chứng khoán. Giả định có 1 tỷ muốn vay thêm 1 tỷ là 2 tỷ để mua chứng khoán, thì cái 1 tỷ công ty chứng khoán cho vay ấy được gọi là margin. Và cái về cái phần tự doanh thì họ có thể có lợi nhuận từ việc kinh doanh cổ phiếu hoặc kinh doanh trái phiếu, tiền gửi, vân vân. Thì đấy là cái vấn đề liên quan đến tự doanh. Do đó khi đánh giá các cái công ty chứng khoán ấy, chúng ta cũng dựa vào các cái trục kinh doanh của các công ty này để có thể đánh giá. Ví dụ thị trường chứng khoán mà có sự tăng trưởng mạnh mẽ thì tự doanh sẽ được hưởng lợi. Thị trường chứng khoán mà có giao dịch đột biến hay giao dịch cao thì môi giới được hưởng lợi. Thì công ty chứng khoán nào có cái hoạt động đó mạnh, chiếm tỷ trọng cao thì sẽ gia tăng được lợi nhuận rất tốt. Tôi lấy ví dụ như năm 2021 thì là một năm bùng nổ sự giao dịch của các nhà đầu tư chứng khoán trên thị trường chứng khoán, với thanh khoản thị trường năm 2021 trung bình đâu đó lên đến khoảng 30.000 tỷ một phiên, tức là gấp khoảng 3 lần so với những cái năm cao điểm trước đó. Thì từ đó tạo ra cái kết quả kinh doanh rất tốt cho những cái doanh nghiệp có thị phần môi giới, đặc biệt là khách hàng cá nhân rất lớn, rồi cho vay margin rất lớn. Do đó cổ phiếu chứng khoán hưởng lợi như VND chẳng hạn tăng giá thậm chí lên đến 13-14 lần, đúng không ạ? Thì như vậy chúng ta có thể thấy rằng thanh khoản thị trường và cái tốc độ tăng trưởng của thị trường chính là hai cái yếu tố quyết định rất nhiều đến cái hoạt động kinh doanh, đến cái kết quả kinh doanh của các công ty chứng khoán ở thị trường chứng khoán Việt Nam, khác với các cái công ty chứng khoán ở trên thế giới. Đó là họ nói đến công ty chứng khoán đơn thuần đó là công ty môi giới chứng khoán thôi. Nhưng ở Việt Nam thì có một cái hình thức tổng hợp bao gồm cả tự doanh, cả tư vấn bảo lãnh phát hành, vân vân, khác nhau. Còn ở nước ngoài cái hoạt động tư vấn bảo lãnh phát hành ấy thì người ta gọi là ngân hàng đầu tư, người ta không gọi là công ty chứng khoán. Rồi là về cái mảng tự doanh ấy thì ở nước ngoài có gọi là công ty đầu tư chứng khoán chứ không phải là công ty chứng khoán, đúng không ạ? Rồi tiếp theo là các cái mảng khác thì nó cũng riêng rẽ rất nhiều. Tuy nhiên ở Việt Nam thì có một sự khác biệt là như thế. Sau đây để đánh giá
cái triển vọng cái ngành này có tăng trưởng hay không, đúng không ạ? Thì chúng ta có thể nhìn thấy trong quá khứ đây. Đây là thống kê số lượng tài khoản chứng khoán từ năm 2016 đến năm 2021. Chúng ta có thể thấy rằng riêng năm 2021, lượng tài khoản mở mới lên đến hơn 1,5 triệu tài khoản trên tổng số 4,3 triệu tài khoản. Như vậy, chúng ta có thể thấy từ năm 2000 đến năm 2020, trải qua 20 năm, người ta mới mở tổng cộng được có 2,8 triệu tài khoản. Riêng năm 2021 đã mở hơn 1,5 triệu tài khoản. Tức là bằng khoảng độ trung bình 12 năm trước cộng lại. Phải nói là một cái sự bùng nổ rất khủng khiếp. Đúng không? Rất khủng khiếp luôn. Đặc biệt trong những tháng cuối năm của năm 2021 thì tháng 11 và tháng 12 mỗi tháng có tới hơn 200.000 tài khoản mở mới, tương đương với gần bằng một năm bình thường ở trong quá khứ. Đúng không? Chúng ta có thể thấy ngành chứng khoán đang có thiên thời kể từ khi đại dịch Covid xảy ra 2020. Vì sao tôi lại giải thích thêm vì sao nó lại bùng nổ mạnh mẽ đến như thế? Thứ nhất, khi Covid xảy ra thì rất nhiều các cái hoạt động kinh doanh bị ngừng trệ, không hoạt động được. Chúng ta có thể thấy giãn cách xã hội chẳng hạn, hay là liên quan đến việc là ngừng bán hàng trực tiếp, thì khiến cho rất nhiều những người trước đây dùng vốn để kinh doanh thì họ có dư vốn và họ cơ bản là không làm gì hoặc là ít việc hơn, thì họ chuyển dịch sang một phần đầu tư cổ phiếu. Thứ hai, với cái nền lãi suất thấp ở Việt Nam thì gửi ngân hàng không được bao nhiêu, thì người ta trích một phần người ta chuyển sang kênh chứng khoán, đúng không ạ? Thứ ba, đó là liên quan đến công nghệ. Nhờ có Covid khiến cho cái việc ứng dụng công nghệ vào hoạt động kinh doanh và phát triển kinh doanh rất mạnh mẽ, thì chứng khoán cũng là một cái ngành như vậy. Nếu như ngày xưa để có thể mở tài khoản giao dịch chứng khoán một cách thuận tiện thì thông thường người ta phải ở trung tâm các thành phố lớn như là Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng và một số trung tâm khác. Tuy nhiên hiện nay bất kỳ nơi đâu có mạng, người ta đều có thể mở tài khoản chứng khoán eKYC và giao dịch chứng khoán rất thuận tiện. Kể cả bạn có ở đảo Phú Quốc hay là bạn ở Kiên Giang, bạn ở Cà Mau, bạn ở bất kỳ nơi nào, bạn đều có thể làm được điều đó. Từ đó thúc đẩy cái phong trào mở tài khoản chứng khoán rất nhanh, rất mạnh ở trên thị trường chứng khoán Việt Nam của chúng ta. Tiếp theo, đó chính là giới trẻ hiện nay thì họ rất hiện đại và họ tiếp cận mang tính chất mở hơn đối với các kênh đầu tư, trong đó có chứng khoán cũng như là liên quan đến các cái kênh về crypto, thì họ rất là cởi mở và họ cho rằng là đây là những cái kênh không thể thiếu và sẵn sàng phân bổ một phần tài khoản của mình vào đó. Và hiện nay các bạn sinh viên mà không có tài khoản chứng khoán thì như vậy là các bạn không bắt kịp được xu hướng, đặc biệt là các bạn sinh viên trong cái lĩnh vực kinh tế. Từ đó nó tạo nên một cái sự bùng nổ mạnh mẽ trong năm 2021. Vậy thì số lượng tài khoản mở mới nhiều là như vậy. Còn thanh khoản thì sao? Thì ở đây chúng tôi có một cái biểu đồ thống kê về cái giá trị giao dịch mỗi phiên của VN Index, đúng không? Đến quý 4 năm 2021, giá trị trung bình giao dịch mỗi phiên của VN Index đã là hơn 30.000 tỷ. Thì xin thưa với quý vị, đây là chỉ tính chỉ số VN Index, tức là tính cái chỉ số trên sàn giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh HOSE. Chúng ta chưa tính đến sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội. Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội bao gồm hai sàn HNX và Upcom đâu ạ. Đúng không ạ? Thì giá trị giao dịch vào tháng 12 2021 đạt 30k tỷ một phiên, đúng không ạ? Gấp 6 lần so với trung bình các phiên của năm 2019 và gấp 3 lần phiên cao nhất ở đỉnh lịch sử 1.200 điểm vào năm 2018. Quý vị có thể thấy gấp 3 lần so với phiên cao nhất ở đỉnh lịch sử. Nó cho thấy một cái sự rất mạnh mẽ ở trên thị trường chứng khoán này. Và cái sự tăng trưởng của VN Index và thanh khoản thì lại có mối liên hệ mật thiết với nhau. Vì vậy, lợi nhuận các công ty chứng khoán nó lại có tính chu kỳ rất cao. Tức là nếu mà thị trường chứng khoán mà suy giảm thì tự doanh sẽ thua lỗ chẳng hạn. Thì lúc đó thanh khoản trên thị trường đồng thời cũng giảm, vay margin cũng giảm, thì lợi nhuận công ty chứng khoán cũng giảm. Nhưng ngược lại, khi thanh khoản tăng, thị trường chứng khoán lên mạnh, nó thương đồng với nhau, rồi margin tăng thì lợi nhuận công ty chứng khoán lại tăng rất mạnh, đúng không ạ?
chúng ta có thể thấy là như thế. Không những nó biến đổi kết quả kinh doanh theo nền kinh tế mà còn theo sự biến động của thị trường chứng khoán. Khác với các cái doanh nghiệp khác, nó chỉ biến động kết quả kinh doanh theo kinh tế thôi. Nhưng mà ngành chứng khoán lại biến động theo vừa theo nền kinh tế, nó lại theo sự biến động của VN Index cũng như thanh khoản của VN Index. Chính vì thế cho nên người ta mới đánh giá cái ngành chứng khoán này có tính chu kỳ rất cao là như vậy, đúng không ạ? Thì ngành chu kỳ cao thì lại thường tạo ra những cái cơ hội ngắn hạn nếu chúng ta có thể nắm bắt được, đúng không ạ? Thì như vậy tôi có thể tổng kết lại cái vấn đề đầu tiên: ngành chứng khoán là một ngành tăng trưởng nhưng mang tính chu kỳ cao. Lợi nhuận sau thuế của công ty chứng khoán chủ yếu đến từ mảng môi giới, cho vay margin, tự doanh, và bên cạnh đó thì một số công ty có thêm gọi là kinh doanh nguồn vốn, tựa vay tiền và cho vay lại. Tiếp theo, VN Index thì tăng trưởng thì sẽ giúp tự doanh tăng trưởng, thanh khoản tăng thì sẽ giúp phí môi giới và lãi margin tăng. Thì hai điều này tạo ra cái chu kỳ của lợi nhuận các công ty chứng khoán trong ngày. Và chúng ta sẽ tiếp tục đến phần thứ hai: liệu trong 2022, 2023 thì những cái động lực nào được duy trì để cho ngành chứng khoán tăng trưởng hay không, đúng không ạ? Thì để vào vấn đề này thì trước tiên chúng ta xem xét đó là yếu tố vĩ mô. Vì sao lại vậy? Bởi vì thị trường chứng khoán và chu kỳ kinh tế luôn gắn chặt với nhau. Thị trường chứng khoán là biểu hiện của nền kinh tế, và nền kinh tế chính là cái nền tảng để cho thị trường chứng khoán tăng trưởng hoặc suy giảm. Thì hình thứ 3 này chúng ta thấy tăng trưởng GDP của Việt Nam từ năm 2015 đến năm 2021. Có thể nói 2020 và 2021 là hai năm vô cùng khó khăn đối với nền kinh tế của chúng ta khi Covid nó diễn ra hoành hành rất là mạnh. Tuy vậy có một điều rất đáng khen, đó là Việt Nam vẫn không bị âm trong cái tăng trưởng GDP. Thì đây vẫn là cái điểm sáng trong việc tăng trưởng trên thế giới. Và dự báo năm 2022 GDP hoàn toàn có thể tăng trưởng 6,5 đến 7%. Tuy nhiên chúng ta cũng phải đưa ra cái việc dự báo tăng trưởng này dựa trên cơ sở chúng ta sẽ không bị cái gì quá bất ngờ từ đại dịch Covid, đúng không ạ? Và nếu với mức tăng trưởng như thế này thì nó sẽ thúc đẩy rất tốt các cái doanh nghiệp tăng trưởng và phát triển mạnh mẽ. Từ đó chúng tôi dự báo rằng lợi nhuận của các cái doanh nghiệp ở trên sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh có thể tăng trưởng từ 20 đến 24-25% trong năm 2022. Khi có tăng trưởng thì thị trường chứng khoán sẽ trở nên hấp dẫn hơn. Hình thứ tư này đó là lạm phát của Việt Nam từ năm 2015 đến năm 2021. Có thể thấy là chúng ta đã lo ngại rất nhiều về cái vấn đề lạm phát trong năm 2020-2021. Tuy vậy điều này đã không xảy ra, bởi vì cái chỉ số CPI của chúng ta năm 2021 tăng có 1,83%, phải nói là một mức rất thấp. Điều này có được là nhờ sự ra tay kịp thời và đúng mức của nhà nước, khiến cho nó ổn định được giá tiêu dùng, giá hàng hóa tiêu dùng liên quan mật thiết đến đời sống trực tiếp của nhân dân, từ đó thúc đẩy cái sự ổn định của nền kinh tế. Nếu lạm phát cao thì sẽ gây ra hoảng loạn, nhưng lạm phát được duy trì tốt sẽ thúc đẩy sự ổn định và an tâm hơn của người dân trong cái vấn đề yên tâm làm ăn kinh doanh, đúng không ạ? Thì cho năm 2022 thì chúng tôi cho rằng lạm phát vẫn duy trì ở mức thấp dưới 4%. Cụ thể chúng tôi cho rằng nó có thể đạt ở mức 3,5%, bất chấp những cái áp lực nhất định từ các cái vấn đề như là đứt gãy chuỗi cung ứng ở trên toàn cầu. Vì chính phủ chúng ta cũng có rất nhiều công cụ trong tay có thể thúc đẩy vấn đề này. Ví dụ như là giá điện, giá nước, giá giáo dục, giá y tế và rất nhiều các cái vấn đề khác nữa. Và ở hình thứ 5, tỷ giá USD trên Việt Nam đồng chúng ta có thể thấy rất ổn định. Và năm 2021 này thậm chí Việt Nam đồng còn tăng nhẹ một chút xíu so với USD. Điều này có được là nhờ cái dự trữ ngoại hối của chúng ta khỏe hơn bao giờ hết. Hiện nay đã lên đến hơn 110 tỷ đô. Đúng không ạ? Bên cạnh đó thì nguồn vốn FDI đổ vào Việt Nam cũng rất tốt, góp phần ổn định cho chúng ta, thúc đẩy chúng ta. Ngoài ra thì các cái vấn đề liên quan đến kinh tế rất ổn định cũng không thể làm đồng tiền mất giá mạnh được. Đúng không ạ? Rồi lãi suất thấp, vân vân. Thì từ đó khiến cho cái tỷ giá rất an tâm cho chúng ta trong cái vấn đề vận hành nền kinh tế. Đúng không ạ? Không bị nước ngoài rút hay không bị những cái cú sốc liên quan đến tỷ giá như cái hồi 2007, 2008. Thì từ đây có thể kết luận được rằng GDP phục hồi và tăng trưởng tốt từ nền thấp trong năm tới 2022 và 2023.
lạm phát thì vẫn được kiểm soát thấp dưới 4%, tỷ giá USD trên Việt Nam đồng thì chúng tôi cho ổn định. Như vậy nền kinh tế 2022 và 2023, xa hơn là 2023, ổn định và là cơ hội cho sự phục hồi cũng như tăng trưởng của các ngành doanh nghiệp đầu ngành, thì từ đó khiến cho cái thị trường chứng khoán của chúng ta tốt hơn. Và dĩ nhiên các công ty chứng khoán thì sẽ là những người cơ bản được hưởng lợi đầu tiên ở cái vấn đề này. Tiếp theo về cái chúng ta cần từ những cái nhận định đánh giá trên về vĩ mô thì chúng ta gắn với cái chu kỳ kinh tế và thị trường chứng khoán, thì có thể thấy rằng thị trường chứng khoán của chúng ta cũng như chu kỳ kinh tế của chúng ta theo AZFIN Việt Nam đánh giá với các cái cơ sở trên thì chúng ta đang ở cái mức gọi là giai đoạn phục hồi, tức là giai đoạn 1 và 2 để quý vị ạ, 1 và 2. Và 2022, 2023 nếu chúng ta làm tốt và dịch không có gì biến đổi thì chúng ta sẽ bước vào cái giai đoạn tăng trưởng, giai đoạn thứ 3 ở trên màn hình đấy ạ. Thì khi đó, khi nền kinh tế bước vào cái giai đoạn phục hồi và tăng trưởng thì rõ ràng nó là một cái động lực rất lớn để thị trường chứng khoán có thể tăng trưởng và phát triển rất mạnh. Và chúng ta, như chúng ta đã biết, đầu tư chứng khoán là đầu tư vì kỳ vọng và tương lai. Thì khi tương lai của chúng ta mà được kỳ vọng là sáng sủa thì rõ ràng cái thị trường chứng khoán sẽ phát triển tốt. Từ đó các công ty chứng khoán sẽ là những nơi, những người được hưởng lợi ở vấn đề đó. Tiếp theo về cái vấn đề kinh tế vĩ mô được đánh giá tốt rồi, đúng không ạ? Chu kỳ thì có thể bước vào giai đoạn gọi là tăng trưởng trong các năm tới, thì định giá thị trường chứng khoán có thực sự hấp dẫn để làm một cái sức hút mạnh mẽ cho cái dòng tiền hay không? Thì hình năm này thì PE forward cho năm 2022 của các nước trong khu vực chúng ta có thể thấy, của Việt Nam VN Index là 13,8 lần, của Malaysia là 14 lần, của Philippines là 15 lần, của Indonesia 15,4 lần, của Thái Lan là 16,9 lần. Thì định giá thị trường chứng khoán Việt Nam cho 2022 ở mức thấp so với chính lịch sử trung bình của chúng ta. Thì trung bình trong những năm qua của Việt Nam đâu đó khoảng 16,5 này. Và rõ ràng với cái giai đoạn này, lãi suất thấp, đúng không? Kinh tế ổn định hơn, vị thế Việt Nam tốt hơn, FDI nhiều hơn thì định giá nó lại thấp hơn so với trung bình rất nhiều như vậy. Thì cho thấy một cái sự hấp dẫn. Và xét theo góc độ khu vực cũng vậy, thì chúng ta đang có PE forward thấp hơn so với các cái nước tương đồng hoặc các cái nước xung quanh, đúng không ạ? Ví dụ như là Malaysia, Philippines, Indo và Thái Lan. Như vậy có thể thấy rằng thị trường chứng khoán sẽ hấp dẫn trong năm 2022 ở cái kịch bản cơ sở, tức là không có điều gì đó quá bất ngờ, là tiền đề cho việc thanh khoản cũng như là tự doanh của các công ty chứng khoán tăng trưởng. Thì thanh khoản tăng trưởng thì giúp cho phí margin tăng trưởng, giúp cho phí thu môi giới tăng trưởng, đúng không ạ? Và thị trường chứng khoán tăng trưởng được nữa thì lại giúp cho tự doanh của các công ty chứng khoán sẽ hiệu quả hơn. Và đây là một cái nền lãi suất thấp được duy trì khá dài, thì thị trường chứng khoán luôn hưởng lợi nhờ cái lãi suất thấp. Và nếu lãi suất cao chính là kẻ thù của thị trường chứng khoán. Chúng ta có thể thấy đây là cái lãi suất, quý vị có thể nhìn thấy, đúng không? Thì kinh tế phục hồi từ khó khăn, lạm phát được kiểm soát là tiền đề quan trọng để việc mặt bằng lãi suất sẽ thấp để hỗ trợ nền kinh tế tốt, khó có thể tăng trưởng, đúng không? Và thị trường chứng khoán và kênh tài sản vẫn được hưởng lợi từ điều này. Song song là định giá thị trường vẫn hấp dẫn, khiến cho rủi ro giảm mạnh là không cao đối với thị trường chứng khoán. Còn cái tiềm năng tăng trưởng như đã nói ở phần trên là khá là sáng sủa, đúng không ạ? Và động lực tiếp theo đối với thị trường chứng khoán mà có tác động trực tiếp đến các công ty chứng khoán, đó là động lực từ nâng hạng thị trường chứng khoán. Câu chuyện này thì đã được nói đi nói lại rất nhiều lần từ năm 2016, 17, 18, 19, 20, vân vân, nhưng mà nó vẫn chưa đi vào thực sự, đúng không ạ? Thì các cái tiêu chí nâng hạng của Việt Nam về cơ bản đã đáp ứng tới 7 trên 9 tiêu chí. Và hiện nay thì chúng tôi được biết rằng nó đang được thúc đẩy rất mạnh các tiêu chí còn lại. Thì theo kế hoạch thì quý 2 năm 2022 sẽ đưa cái hệ thống core của Hàn Quốc vào cái sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh để cho hoạt động. Tuy vậy thì chúng ta cũng cần phải có những cái dự phòng là chưa chắc chắn, đúng không ạ? Thì kỳ vọng rằng cuối năm 2022, đầu năm 2023
thì Việt Nam có thể được vào danh sách theo dõi, danh sách rút gọn của cái việc nâng hạng. Thì như vậy là chúng tôi cũng kỳ vọng rằng 2023 đến 2024 Việt Nam có thể được chính thức nâng hạng. Thì cái xác suất có cao không thì chúng tôi cho là rất cao, xác suất là cao, nhưng mà bảo chắc chắn 100% là điều không thể, bởi vì chúng ta còn rất nhiều những cái thứ mà bất ngờ có thể xảy ra, đúng không? 2016 thì kỳ vọng 2018 nâng hạng, 2017 thì kỳ vọng 2019 2020 nâng hạng, và hiện nay vẫn chưa nâng hạng đó. Nhưng mà ở một cái góc nhìn khác, chính cái việc là Việt Nam chưa đưa vào nâng hạng thì thành ra cái câu chuyện cũng như cái tính hấp dẫn của thị trường chứng khoán nó vẫn luôn luôn còn rất mạnh mẽ, đúng không? Mà bản thân kể cả thị trường chứng khoán có không nâng hạng đi chăng nữa thì với việc tăng trưởng lợi nhuận trên 20% một năm trong vài năm tới thì vẫn là một cái thị trường rất hấp dẫn cho chúng ta có thể đầu tư, đúng không? Rồi rất hấp dẫn cho các công ty chứng khoán có thể thu hút thêm các nhà đầu tư giao dịch cũng như là tự doanh của họ hiệu quả hơn. Và vấn đề thứ hai tôi xin tóm tắt lại như sau: vĩ mô thì ổn định, thị trường chứng khoán thì định giá hấp dẫn, câu chuyện về nâng hạng thì vẫn còn, mặt bằng lãi suất thì thấp, từ đó cho thấy thị trường chứng khoán sẽ tăng trưởng tốt và nó sẽ là cái yếu tố hỗ trợ cho cái kết quả kinh doanh của các công ty chứng khoán tiếp tục tăng trưởng tốt trong năm 2022 này và 2023 sắp tới. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với các cái cổ phiếu chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam như thế nào. Thì ở trên đây đó là cái hình về PE trung bình của SSI VND Hồ Chí Minh và PB trung bình của SSI VNB và Hồ Chí Minh, là ba cái cổ phiếu chứng khoán tiêu biểu nhất ở trên sàn. Chúng ta có thể thấy về cái việc PE trung bình của nó thì đã vượt qua mức cao lịch sử của tháng 3 tháng 4 năm 2018 rồi, và hiện nay ở mức 20 lần. Như vậy nếu về PE hiện tại thì không thực sự hấp dẫn. Tương tự như thế về PB thì nó cũng ở mức đỉnh cao 3.9 lần, đúng không? Thực sự rất cao, cao hơn 25% so với đỉnh chu kỳ trước, tức là vào năm 2018. Đó, PB thì cao hơn 45%. Thì chỉ xét thuần về cái yếu tố định giá thì các công ty chứng khoán đã ở đỉnh trong 7 năm gần đây, không thực sự hấp dẫn, đúng không? Tuy vậy thì cái vấn đề các công ty chứng khoán, thứ nhất sẽ tăng vốn, thứ hai lợi nhuận trong năm 2021-2022 sẽ tăng trưởng mạnh, thì do đó cái mức định giá nó có thể trở lại dịu nhẹ hơn, thấp hơn so với mức này. Nhưng mà hiện nay thì thực sự bảo rất hấp dẫn thì là chưa, đúng không? Chưa. Ở đây chúng ta có thể xem cụ thể hơn, đúng không? Về các công ty chứng khoán, ví dụ VN Direct thì PB 3.7 lần, PE 17.5 lần, beta bằng 2 lần, SI thì PB 4.1 lần, PE bằng 23.5 lần và beta 1.7 lần. Hồ Chí Minh thì PB bằng 3.8, PE bằng 18.5, VCI thì PB bằng 3.7, PE bằng 16, MBS thì PB bằng 3.2, PE bằng 20, FPTS thì PB bằng 2.8 và PE bằng 10, đúng không? Thì đây là định giá chung của các công ty chứng khoán, 246 công ty, đúng không? Thì cổ phiếu ngành chứng khoán là cổ phiếu có biến động rất lớn theo thị trường, rồi là phù hợp với những nhà đầu tư theo dõi hơn là nắm giữ lâu dài, do cái tính chu kỳ nó cực kỳ cao và beta chúng ta có thể thấy rất lớn, đúng không ạ? Nhà đầu tư dài hạn 3 năm đến 5 năm thì không phù hợp vì cổ phiếu này nó không bền vững. Nếu mà chúng ta ví dụ như là trong những năm tới mọi thứ nó lại đảo chiều khó khăn chẳng hạn, thì ngay lập tức các công ty chứng khoán sẽ là những người lãnh hậu quả, đúng không ạ? Và thời điểm phù hợp để mua cổ phiếu chứng khoán này, chúng tôi cho rằng năm 2023 vẫn là những cái cơ hội có thể đầu tư theo sóng rất tốt với ngành chứng khoán, cho dù định giá hiện tại là tương đối cao. Và tốt thì khi nào cơ, chứ không phải là tốt cứ ào ào mua là thắng độ, ào ào mua sẽ rất khó đấy. Thì thị trường chứng khoán sẽ là một cơ hội xuất sắc khi nó điều chỉnh mạnh, nó điều chỉnh mạnh, đúng không ạ? Và nhà đầu tư nhận thấy rằng trong tương lai sẽ trở lại thanh khoản vẫn tốt, thì đó là một cái cơ hội mua rất tốt. Vì khi thị trường chứng khoán điều chỉnh thì thường các công ty chứng khoán sẽ điều chỉnh gấp 2, gấp 3 lần thị trường chung. Khi đó nó tạo ra cái sự hấp dẫn nhất định, đúng không? Và khi đó chúng ta mua vào, đến lúc thị trường chứng khoán bật trở lại thì các công ty chứng khoán lại tăng gấp 2, gấp 3 lần so với sự tăng trưởng chung của thị trường. Thì nó mang tính chất đầu tư theo các đợt, các sóng,
Và chúng tôi nhận thấy rằng ở trên thị trường chứng khoán Việt Nam một năm thường có 2 đến 3 đợt điều chỉnh rất mạnh, và đồng thời với đó sau đó sẽ phục hồi rất mạnh. Thì đấy là những cái cơ hội để chúng ta tham gia vào thị trường chứng khoán. Còn về mặt định giá hiện nay thì nó cũng không hợp cho cái việc là chúng ta cứ thế mua vàng gọi cả. Và những cái cổ phiếu chúng tôi cho rằng tốt trong năm tới thì vẫn là những cái cổ phiếu hàng đầu, đó là VN Direct, đúng không? Đó là SAI, đó là Bản Việt, đó là chứng khoán MB, đúng không? Đó là những cổ phiếu đáng chú ý. Còn chứng khoán Hồ Chí Minh về cơ bản đang bị tụt lùi và bị hạ vị thế rất nhiều do cái thị phần đã mất rất lớn, do họ không chịu đổi mới rất là cổ. SAI thì cũng đang bị vượt do cái yếu tố ứng dụng công nghệ của nó rất là kém. Tuy nhiên nó vẫn duy trì được cái mảng khách hàng tổ chức tốt, cũng như là mảng khách hàng của cá nhân cũng tương đối ổn định. Còn MBS gần đây đã trở lại rất mạnh mẽ sau cái thời kỳ tái cơ cấu từ chứng khoán Thăng Long, và nó cũng rất là đáng quan tâm, đúng không ạ, trong những đợt suy giảm mạnh. Còn FPTS là một công ty cũng tương đối chậm trong cái vấn đề ứng dụng mọi mặt vào trong cái đời sống kinh doanh. Ngay cả công nghệ thì FPTS ngày xưa được đánh giá là số 1, số 2, nhưng hiện nay cũng không phải là tốt lắm đâu ạ, đúng không ạ. Và công ty chứng khoán này rất là chắc chắn. Thì trên đây là những cái đánh giá của chúng tôi vậy ngành chứng khoán triển vọng cho 2022-2023 thì tôi xin tóm tắt lại như sau. Thứ nhất, đây là một ngành tăng trưởng nhưng mang tính chu kỳ cao. Lợi nhuận sau thuế của công ty chứng khoán này chủ yếu mang lại từ môi giới cho vay margin và tự doanh. Bên cạnh đó thì có một số công ty chứng khoán như VN Direct là SAI có mảng kinh doanh nguồn vốn, tức là vay tiền và cho vay lại để ăn chênh lệch, đúng không ạ? Rồi tiếp theo là VN Index sẽ tăng trưởng sẽ giúp tự doanh tăng trưởng mạnh, thì phải chú ý xem cái điểm số nó có tăng trưởng không. Rồi thanh khoản tăng thì sẽ giúp cái phí môi giới và phí margin tăng, thì hai điều này gây nên cái chu kỳ của các công ty chứng khoán, của ngành chứng khoán. Và vấn đề thứ hai, những động lực tăng trưởng duy trì cho 2022-2023 đó là vĩ mô ổn định, thị trường chứng khoán hấp dẫn, mặt bằng lãi suất thấp, nâng cái yếu tố gọi là Việt Nam có thể được vào danh sách xem xét để nâng hạng trong 2022 và 2023, tiến tới có thể nhé được nâng hạng ở cuối 2023 đầu đến 2024. Đó, từ đó tạo ra một cái sự hấp dẫn cho cái ngành chứng khoán. Và cuối cùng, các cái cổ phiếu chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam thì triển vọng ngành tăng trưởng là rất sáng, nhưng mà định giá hiện nay của các công ty chứng khoán thực sự không quá hấp dẫn. Chính vì thế cho nên chiến lược đầu tư hợp lý đó là đợi những lần điều chỉnh mạnh của VN Index, thì từ đó làm cho các công ty chứng khoán giảm mạnh gấp 2, gấp 3 lần so với VN Index. Khi đó định giá trở nên hấp dẫn hơn, và đó chính là một cái cơ hội mua rất tốt. Và quý vị hãy bán ra khi VN Index tăng mạnh mẽ, thì chứng khoán nó lại hồi lại tăng gấp 2, gấp 3 lần, thì đó lại là một cơ hội bán ra rất tốt. Thì trên đây là những chia sẻ của tôi và AZFIN Việt Nam về triển vọng ngành chứng khoán trong năm 2022-2023. Thì quý vị có thể theo dõi các cái ngành khác thông qua các cái clip trước đó, cũng như là các cái clip sắp tới về các cái ngành triển vọng trong 2022-2023. Xin chúc quý vị có được những cái kiến thức hữu ích cho mình trong cái quá trình đầu tư để có thể thành công hơn trong cái năm 2022 và 2023. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những cái nội dung tiếp theo.